Chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad P1, cái dòng máy trạm. P1 thì mình cũng lên nhiều nhưng mà mỗi cái con máy nó sẽ có một cái option cũng như cái ngoại hình khác nhau, cho nên giá nó khác nhau nha mọi người. Có thể là trên một vài triệu, 2-3 triệu là bình thường. Mỗi cái con máy sẽ đặt mỗi mã. Thật sự P1 thì mình hết rồi mọi người. Còn đây là một cái con cuối cùng trong cái list của mấy tháng này. A989 là mã mình đặt cho máy ha. Cái vỏ ở ngoài thì mình thực sự là mình nhìn là mình thấy nó khá là đẹp, nhưng mà cái này thì nó cũng có nhược điểm, cũng hơi trầy xước. Ở bên trong như thế nào mình sẽ quay rõ ràng, nhưng mà cái vỏ ở bên ngoài là mình thấy đẹp nha mọi người. Đây là nhìn nghiêng nhìn dọc nó cũng không có bị gọi là không có bị hằn cái dấu sticker gì hết đó mọi người, nhìn sạch sẽ lắm. Góc cạnh là ok, rất là sạch đẹp và không có bị một cái vết xước hay gì hết mọi người, tương đối sạch đẹp nha. Ở bên này thì cái chỗ cạnh này, này nó có hơi trầy nhẹ nhẹ mọi người, trầy nhẹ nhẹ cái viền thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Ở đây là cái lớp nhung chống trơn trượt. Cái dòng này mà khi mà nó xuất xưởng nó là cái dòng mà máy trạm mà nhẹ nhất thế giới đó mọi người. Và cái con này máy trạm nó chỉ có 1,7 kg thôi. Nếu mà so với lại dòng 15.6 thì nó là dòng siêu nhẹ, cũng giống như là ít một carbon đối với những cái dòng 14 inch đó mọi người ha. P1 là cái dòng cao cấp, cái dòng máy trạm, so với lại HP hay là Dell là nó nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Ngõ sạc tay, ngõ Type-C hai cái toolbox sấm sét rất là chất lượng mọi người. HDMI, ngõ này thì ra mạng LAN, và cái này là tai nghe ha. Bên giờ này đây, quay rõ ràng cho mọi người xem. Ở bên này thì có hai ngõ USB thẻ nhớ. Cái trên chỗ này nó cũng hơi mòn, nó dính bụi thôi. Ở phần dưới này thì nó hơi mòn, không ảnh hưởng gì nhiều nha, mòn cái sơn thôi mọi người, không có ảnh hưởng gì nhiều. Máy cũ thì mình thấy như vậy là cũng tương đối sạch sẽ rồi. Giờ vô bên trong nha. Màn hình là 15.6 inch, mẫu là cái viền nó cũng gọn, máy rất là gọn. Lát phím đầy đủ nha mọi người. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha. Phím của ThinkPad thì rất là mê, gõ rất là sướng mọi người. Và khi dán phím quốc tế vào nhìn rất là đẹp luôn, đúng khuôn của dòng này luôn mọi người, mịn và rất là chất lượng. Góc cạnh bàn rê chuột ThinkPad ha. Máy này thì cái chỗ này mà bàn rê chuột thì chỗ này mướn lắm, chỗ này nè nó có bị mẻ một miếng mọi người, mẻ một miếng ở trên cái này. Thật sự ra thì nó cũng phía góc thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới việc mà mình cài chuột hay gì hết, nhưng mà nhìn nó hơi xấu một chút. Đây mọi người ha, và sờ thì cũng không có bị vấn đề gì, mà là nó có mẻ tí như chỗ này thì đương nhiên giá nó sẽ rẻ rồi. Từ từ mình sẽ chỉ những cái ưu điểm, những cái nhược điểm nha. À, góc cạnh là ok. Cái chỗ này thì nó hơi mòn cái sơn lớp nhung á mọi người, cái này là vỏ nhôm và lên cái lớp nhung chống trơn trượt á, nên là nó hơi mòn chút đỉnh chỗ này thôi. Bên này là ok nè, góc cạnh là sạch sẽ. Giờ mình quay cái cấu hình nha. Cấu hình nó là i7-8750H đây mọi người, 2.2 12 CPU là máy trạm, thì là chip hắc rất là khỏe, 12 luồng luôn ha. RAM 32GB, SSD là 1T nha mọi người, SSD rất là khỏe 1T. Cái này thì chạy song song hai card, card này là onboard trong máy, và card này là card đồ họa rời P1000 là 4GB. Với cái card đồ họa rời 4GB rồi thêm chip hắc RAM 32 thì máy thiết kế đồ họa là quá khỏe luôn. Mình thấy là cái P1 này mình cũng hay bán nhiều, mình mang chủ yếu mình bán cho kỹ sư hoặc là mấy bạn mà về dựng phim rồi làm hình ảnh rồi đó, hay là gọi là làm 3D rồi vậy đó, là mấy bạn mua và mình thấy sử dụng rất là mượt, rất là ok luôn. Khen rất là nhiều, mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái dòng này. Máy trạm mà dòng này là rất là chất lượng. P1 là một trong những dòng cao cấp, giống như mình xài ThinkPad X1 Carbon kiểu như vậy. Mọi người ta xài cái này là tâm mê, người ta không thể nào mà xài những cái dòng khác được luôn á, dường như là như vậy. Và SSD 1T ha, trên nền trắng thì nó có phản quang rất là nhẹ thôi mọi người, không có nhiều, nó nhẹ lắm mà nó hơi khó thấy. Đây nè, nó hơi trắng trắng nhẹ trên nền trắng, nó không phải là một cái đốm trắng hết trơn luôn, nhẹ chỉ trên nền trắng thôi nha, nền khác thì không vấn đề gì, không sao. Cái này á là đôi lúc là do tì đè đó mọi người, cho nên là nó phản quang như thế này, cái hằng cái tấm ở phía trước nó hằng ra cái tấm ở tấm phản quang phía trước nó hằng ra phía sau, và nó hơi trắng trên nền trắng, nền khác không sao, không vấn đề gì. Thì cái này á là mình cũng hay nói rồi, mọi người không có lo lắng, cái này mình có bảo hành nên mọi người không có lo ha. Máy á thì
zin. Đương nhiên phản quang thì nó sẽ rẻ hơn cái những cái dòng mà không phản quang rồi, nhưng mà này nó nhẹ, nó không ảnh hưởng gì tới việc mình sử dụng hết, và không loang không gì nên mọi người yên tâm. Máy là hoạt động hoàn hảo, kèm sạc zin bên trên 3 giờ. Và mình báo giá mọi người ha, cái con máy này giá của nó là 10 triệu chín thôi, rất là gọi là rất là phù hợp với giá tiền của nhiều người lắm mọi người. Tại vì máy á, mình thấy cũng tương đối đẹp, chỉ có là hơi phản quang nhẹ với lại hơi mẻ hay chút cái chỗ chuột thôi, còn lại là ok hết toàn bộ ha. Ai chốt thì inbox mình, giá là cực kỳ ok cho cái con máy trạm mà khá là nổi tiếng. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Và bất kỳ cái máy nào cũng đều có bao zin nên mọi người yên tâm, đặc biệt là dòng máy trạm mọi người hay lo lắng là có zin hay không, như thế nào hay không, thì mọi người cứ yên tâm, mấy dòng này vừa bền vừa chất lượng và mình luôn luôn bao zin. Mọi người mua hàng mọi người cọc 1 triệu, còn lại mình ship code, mọi người nhận hàng nè, được kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha.